Trung tướng Công an Cộng sản Việt Nam mạo danh Phó Thủ tướng sang Đức để bàn việc xây chùa. Trong nguồn tin nhận được từ Tao Cha của nước Đức cho hay, nhà chức trách đang được cho là sắp xử điều tra một nghi án giả mạo liên quan tới giới chức Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Báo mạng Thời báo .de cho hay như vậy hôm 30 tây tháng 7, chưa đầy một tuần sau khi một phiên tòa ở Berlin tuyên án bị cáo Nguyễn Hải Long, bà nằm 10 tháng tù vì trợ giúp cho mật vụ Cộng sản Việt Nam bắt cóc ông Trịnh xuồng thành theo tờ báo mạng trung tướng công an là phạm dũng tổng cục trưởng tổng cục an ninh kiêm thứ trưởng, thứ trưởng bộ công an đã mạo nhận là phó thủ tướng cộng sản việt nam phan văn đồng tới gặp các giới chức thành phố tô Cha, bang saxony để bàn về việc xây ngôi chùa tên là chân tịnh tại đây Báo chí Đức cho hay ông Phạm Dũng đã được thị trưởng Tô Chà khi đó là ông Holger Strimbeck đón tiếp. Mới đây thì hôm 30 tây tháng 7, khi trả lời báo chí Đức về việc có phái đoàn của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam sang dự lễ khởi công xây chùa chân tịnh tại Tô Chà vào tháng 10 năm 2017, thì đương kim thị trưởng thành phố này là ông Topiab Meyer đã tỏ ra rất bất ngờ. Theo tờ Thời báo .de, phái đoàn từ Việt Nam sang dự lễ khởi công xây chùa chân tịnh do Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Cộng sản Việt Nam dẫn đầu. Tờ báo mạng cũng cho hay do nghi vấn có sự can dự của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, nay thì Bộ Ngoại giao Đức đã khoảng cấp thị thực nhập cảnh cho từ 10, 10, 10 cho đến 12 người thợ Việt Nam đến thành phố Tô Cha để xây chùa.